Đây là cái cạc SSR của Powerless 40 này, 22 C.M này. Này để hướng dẫn cách đấu nối cái cạc. Thì ở đây nè, cái cạc này mình sẽ sử dụng cái HMI để mình set cái địa chỉ IP cho nó ha. Thứ nhất nó nói mình nè, ở đây nó nói mình operator này mình chọn tới cái đầu tiên nó đang ở parameter group này, sau có nhấn nhấn vô cái nút này nè, một lần thì nó hiển thị là cái D select này, device select. Sau khi device select thì mình enter xuống, mình chọn cái card 22 card internet này, sau đó thì nó sẽ hiển thị ra cái list ha, đây parameter số 01 của nó này. Thì ở đây đúng không, cái này nó cũng có boot này, cũng có boot IP bình thường luôn. Mình muốn boot nó có địa chỉ MAC hiển thị, xong thì mình cũng nhấp cho chọn địa chỉ IP rồi subnet mask default gateway, rồi sau đó nó có địa chỉ IP ok send này, nó send địa chỉ ok thành đông rồi thì mình disable nó đi, đúng không? Còn không nữa, mình không boot nó, mình không có muốn, nếu mình không muốn boot nó thì mình có thể sử dụng là parameter, ở đây parameter số 2 của nó này là mình để nó bằng không, là disable này là không có boot, lúc đó mình nhập bằng thông số bằng tay á. Rồi tiếp theo cái parameter số 3 của mình, từ số 3 tới số 6 là cái địa chỉ IP của nó này, địa chỉ IP ha. Còn tiếp theo nữa, địa chỉ từ số parameter 7 tới số 10 là địa chỉ, là cái địa chỉ subnet mask configuration. Tiếp theo đây nữa, cái này parameter 11 tới 14, nhưng mà cái này là cái này là gateway của nó đó. Sau khi mình cài xong rồi hóc luôn cái, nó sẽ nhận địa chỉ IP. Còn parameter 19 với 20, 18, 19 này nó, nếu mà để không mà khi mà nó lỗi thì nó báo lỗi luôn. Nếu 19 thì để không, mình có thể chọn tùy ý, chọn cái nào nó tùy. Này, nó có cái này quan trọng này ha, set parameter 17 nè, reset module nè, reset. Nếu mà trạng thái số 0 nó là ready, phòng 1 là reset, còn nếu mà mình để 2 là nó reset về mặc định là cái card này nó mất hết luôn á, lúc đó là mình bước bình thường.